Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Đóng Gaming rồi. Và ngày hôm nay thì xem nào, chúng ta sẽ chơi thử môn mới là Free Roam nhá. Rồi, ở đây thì mình sẽ mua thêm một số xe mới. Xe này 10.000 này. Mua con xe này trước. Rồi, con này cũng mua luôn. Rồi, chúng ta chơi thử con xe cùi mía xem như thế nào. A large shipment of crude oil has just arrived. You have to transport it to the petrol station. Rồi, đây là con xe mình mới mua các bạn. Mẹ ơi, nó trông nó cũ cũ bẩn bẩn vậy. Nhìn cho nó rất là bẩn đi. Rồi, chúng ta đi à. Là con xe mình mới mua được ạ. Mình ơi, xe còn chưa có người luôn. Rồi lên xe đi. Khó lái vãi chưởng luôn. Vào cua nó không ăn các bạn. Con xe này đúng là thảm họa. Anh sẽ lái trượt ra. Trời, rất kỳ nhớ luôn. Kiểu như là nó cảm giác nó không ăn lái. Đó, đây, 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 cậy đi. Cảm giác con xe này nó cứ thế nào ấy. Thôi. Chết dở con xe này. Đánh lái rất khó chịu luôn. Con xe cà tàng đi vào bảo tàng luôn. Sự lắm con xe rất tệ luôn.
go to the testing standards office to verify the quality of the oil. Orang rumah. Cảm giác bánh lái của xe nó cũng cứ thế nào. Xe rất là cao. Có luôn, tâm biết đâu mình. Sao mình đi tới đây nhỉ? Tôi lạc rồi. Cái vòng lái của nó đánh cũng được sợ mai lắm. Đó, đánh hết lái rồi mà còn như thế rồi. The oil can't be tested here. Now go to the testing lab in suburbs to test the oil. What's that, Bumia?
Sẽ chơi một lúc và lên phường này thôi.
Crude oil is of acceptable quality. Now go to the oil refinery to extract petroleum from the crude oil. Sahabat.